Xin chào anh chị đã tham dự buổi hội thảo trực tuyến của công ty Clear trong cái chủ đề series về chương trình hướng dẫn Tekla cho phần công trình bê tông cốt thép. Thì tôi tiếp theo cái bài hôm trước là chúng ta sẽ đi vào phần thiết kế mô hình chi tiết kênh cong với Tekla Structure. Chúng ta sẽ đi vào phần xuất cái bản vẽ GA và bản vẽ thống kê cốt thép. Ở đây thì hôm trước chúng ta đã có cái mô hình bê tông này, chúng ta đã chia khối đổ, chúng ta đã đi vào phần chi tiết mô hình các cái thanh cốt thép trên mô hình 3D của phần mềm Tekla Structure. Thì một phần quan trọng và rất là tính năng rất là hay của Tekla Structure đó là tính năng visualization. Ở đây sau khi chúng ta đã đặt tên và khai báo thông tin của các cái khối đổ trong cái mô hình Tekla, ví dụ bản đáy này, tường này và trần, thì chúng ta sẽ visualization ở phần view property. Tekla sẽ có công cụ là object representation. Ở đây cái căn bản chúng ta vẫn là cái phần object group. Chúng ta sẽ lọc và đặt tên cho các cái loại khối đổ. Ví dụ đây tôi đặt theo pure object và để lại là pure toy. Và chúng ta sẽ tạo ra bộ lọc ứng với từng cái loại khối đổ, ví dụ bàn đáy, và chúng ta sẽ lưu ở ô CSS đặt tên là bàn đáy ở đây. Thì từng cái loại này thì chúng ta sẽ đặt ứng với từng cái object group. Tương tự tiếp theo ở phần tường, chúng ta sẽ đặt tên là tường. Thì khi chúng ta phân loại được như vậy rồi thì lát nữa chúng ta sẽ dễ dàng quản lý và sâu về cái màu sắc của các cái khối đổ trên mô hình 3D. Công cụ là giúp chúng ta rất là dễ dàng để trình diễn và trên cái mô hình 3D để cho các bên quan sát được cái biện pháp thi công, trình tự thi công của chúng ta trên thực tế. Ở đây tôi sẽ để bản đáy này theo đến tường và phần trần, và chúng ta sẽ để theo màu được. Ngày xưa đi thi công ở công trường thì chúng ta sẽ phải dùng bút màu, chúng ta tô trên bản vẽ 2D. Bây giờ chúng ta có công cụ Tekla rồi, có công cụ này giúp chúng ta là dễ dàng trình diễn đó. Thì cái phần bản đáy là để màu đỏ này, phần tường để màu xanh và phần trần là để màu tím, rất là dễ dàng để xem và quan sát cái việc thi công thực tế. Sau đó chúng ta có thể dễ dàng xuất ra khối lượng bằng công cụ report. Ở đây tôi chọn template ứng với pure và chúng ta biết khối lượng của từng cái khối đổ một, đúng ạ? Ok. Ở công cụ pure visualization ở đây chúng ta sẽ đặt tên theo cái buổi trước là chúng ta đặt tên từng cái khối đổ một. Ở đây mỗi khối đổ chúng ta sẽ đặt tên một cái tên, ví dụ khối đổ bàn đáy chúng ta đặt tên là bàn đáy ở phần pure toy. Khi đó ứng với công cụ visualization trong Tekla Structure là một công cụ giúp ta trình diễn cái mô hình 3D trên theo màu. Ở đây tôi đặt tên thì cái nền tảng của cái này chúng ta sẽ dựa vào cái công cụ là Object Group. Ở đây tôi sẽ lọc theo cái category là Pure Object. Thì ứng với công cụ là cái phần Property là Pure Type, chúng ta sẽ đặt từng cái loại khối đổ một với loại khối đổ bản đáy. Chúng ta sẽ lưu ở ô CSS là bản đáy. Đó. Thì từng cái loại khối đổ khác chúng ta cũng sẽ làm tương tự và ứng với cái phần value là tường và trần. Với cái khối đổ là tường và trần chúng ta sẽ làm tương tự. Chúng ta select from model để tự động lấy thông tin của đối tượng từ mô hình và lưu ở phần object group đặt tên là tường. Tương tự ở phần trần chúng ta cũng đặt tên là trần và chúng ta sẽ lưu tên là phần trần vào đó.
Thì với những cái dự án phức tạp hơn thì chúng ta sẽ đặt tên và có nhiều các loại bộ lọc khác nhau để giúp chúng ta dễ dàng cái việc show và phân loại màu sắc của từng cái loại khối đổ. Ở đây tôi sẽ chọn từng cái loại khối đổ ra và chúng ta sẽ chọn cái màu tương ứng. Ví dụ tôi để màu là màu đỏ cho cái bàn đáy, tường là màu xanh và phần trần là màu tím. Sau đó chúng ta modify, thì khi đó là chúng ta sẽ trình diễn được cái khối đổ này trên cái mô hình 3D và rất là dễ dàng và trực quan. Tiếp theo là sang cái phần xuất khối lượng, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được, biết được cái khối lượng của từng cái khối đổ mà chúng ta sẽ đổ trong đợt này là bao nhiêu, chỉ về bằng công cụ là report. Ví dụ các khối đổ chúng ta có khối đổ ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là phần layout point. Đây là một công cụ rất là mạnh mẽ cho chúng ta trích xuất cái mô hình, trích xuất cái giao độ của mô của các cái đối tượng trong mô hình ra bằng công cụ layout point. Ở phần application component chúng ta có từ khóa là layout point, thì sẽ có một cái extension là layout application. Chúng ta chỉ việc click vào cái extension này thì khi đó lên cái bảng giao diện như trên, và chúng ta sẽ pick vào cái đối tượng trong mô hình và ấn vào nút selected. Thì phần mềm cái extension này nó tự động tạo cho chúng ta các cái điểm để chúng ta có thể là xuất ra được cái tọa độ của định vị của các cái điểm, để chúng ta có thể đưa ra dữ liệu vào cái máy toàn đạc để xác định được cái điểm gọi là stake out ra ngoài công trường, để kỹ sư chắc đạt có thể lấy cái dữ liệu này để họ đo đo đạc và triển cái tọa độ này ra ngoài thực tế, giúp cho công tác thi công một cách chính xác và dễ dàng. Nhưng bình thường chúng ta sẽ phải làm công cụ này trên AutoCAD, chúng ta phải pick point rồi tìm điểm, thì những cái công cụ trong mô hình 3D thì cũng dễ dàng làm công việc đó, nhưng mà nó sẽ có theo nhiều phương hơn. Còn trên AutoCAD chúng ta chỉ trên mặt bằng mà thôi, tức là chỉ cho các điểm X và Y, còn ở đây chúng ta có các điểm X, Y và Z, các điểm nó trên không gian. Chúng ta công cụ layout point và layout point application để trích ra các cái điểm này. Sau đó vào công cụ manage, chúng ta sẽ kích công cụ là layout manager. Đây là công cụ để quản lý các cái điểm tọa độ mà chúng ta vừa tạo ra. Ở đây tôi vừa tạo ra 86 điểm và nó sẽ tự động auto numbering các cái điểm này. Và chúng ta sẽ có thể kéo thả cái điểm nào lên trước lên sau. Ở đây cái điểm số 1 nó lại bị đoạn trước, rồi tôi để lên để về sau, và tôi sẽ numbering lại cái group của chúng ta. Đó. Sau khi có cái tọa độ đã được đánh số xong, chúng ta sẽ dùng công cụ report để xuất ra cái dùng công cụ layout manager để xuất ra cái bảng tọa độ để cho vào cái máy toàn đạc, thường thường là dữ liệu ở dạng TXT, và export dữ liệu này ra file text. Chúng ta đặt tên. Là tọa độ. Thì cái file text này sẽ được kỹ sư chắc đạt lấy và đổ vào cái máy toàn đạc để ra ngoài, họ chuyển ra ngoài thực tế công trường. Các dữ liệu này có thể kết hợp với các cái máy của hãng Trimble để xuất ra, nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo, một công cụ là vô cùng mạnh mẽ để bóc tách khối lượng và ván khuôn trong TextLine, nó là công cụ FormFace Creator. Công cụ này giúp chúng ta là tự động bóc tách khối lượng các cái bề mặt và có tính toán đến việc giao cắt, trừ giao, giúp kỹ sư bóc tách khối lượng ván khuôn một cách chính xác 100% và vô cùng nhanh chóng, nó hoàn toàn là tự động. Ở đây tôi bóc cái phần bàn đáy, tôi chỉ cần click vào cái phần create from all face thì tự động bóc ra khối lượng của các cái bề mặt bên bàn đáy, phần mặt trên và phần mặt dưới thì nó sẽ không tính, chúng ta sẽ chọn ở phần top và phần bottom là low. Khi đó diện tích của chúng ta sẽ tự động tạo ra bởi công cụ là surface. Cái loại đối tượng surface này chúng ta sẽ dùng công cụ report để bóc ra khối lượng.
Tiếp tục ở phần bản trần, ở đây cũng khá là phức tạp, có cái phần vị trí giao cắt rồi các phần cong. Ở đây tôi dùng công cụ Form Face Creator, tôi show only nó ra và kích vào Grip on Face thì công cụ tự động tạo chúng ta cái phần surface để bóc khối lượng. Cái phần bề mặt bên dưới nó sẽ tự động không tính giao, bởi vì phần trần chúng ta đã đổ bên dưới rồi. Khi đó tiết diện à tiết khi đó diện tích chúng ta bóc ra là hoàn toàn chính xác 100%. Và công cụ organizer để chúng ta bóc tách khối lượng. Ở đây diện tích của chúng ta là 230,44 mét vuông và hoàn toàn tự động xuất ra Excel để chúng ta có cái bảng khối lượng để cho vào cái hồ sơ chào thầu chẳng hạn. Với những công cụ vô cùng mạnh mẽ như này thì giúp chúng ta rất là dễ dàng và nhanh chóng bóc tách khối lượng, và cho kỹ sư QS thì rất là nhanh chóng, không phải mất công đi kiểm tra bằng bảng AutoCAD và Excel nữa, và hoàn toàn là sử dụng những công cụ có sẵn của phần mềm Tekla Structure. Tiếp theo chúng ta đi vào công cụ phần xuất bản vẽ GA. Chúng ta sẽ đi vào cái phần bản vẽ cho khối đổ trước. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là S001 là bản vẽ số 01. Đặt tên của cái bản vẽ là mô hình 3D khối đổ. Và chúng ta chỉ việc click vào Grid. Khi đó bản vẽ nó sẽ được tạo lên một cách tự động với những thuộc tính đã được setup sẵn. Ở đây tôi có cái tên của từng cái khối đổ và có bảng thống kê hoàn toàn tự động với những thông tin trích xuất ra từ mô hình. Đây là một cái công cụ, đây là một cái template. Chúng ta có thể tùy biến cái template lại thành tiếng Việt hoặc là thêm những thông tin khác để xuất ra cái bản vẽ khối đổ của bạn ở dạng 3D. Và bản vẽ formwork, tức là bản vẽ phần bê tông của phần kênh cong của chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn dùng cái bản vẽ GA Drawing. Ở đây tôi sẽ trích ra cái bản vẽ bằng vẽ 002. Và tôi sẽ trích cái view 3D trước. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào các cái chi tiết mặt bằng, mặt cắt và có các kích thước và các ghi chú để có một bản vẽ đầy đủ. Đó, chúng ta setup một số thông tin trước về phần layout. Và chúng ta apply OK. Sau đó chúng ta ấn vào create. Khi đó bản vẽ của chúng ta ra sơ bộ được có cái view 3D như này. Và chúng ta sẽ tinh chỉnh một chút ở cái bản vẽ của chúng ta. Ở đây tôi chỉnh về cái nhãn của bản vẽ và một số cái đối tượng, ví dụ grid tôi ẩn hết đi. Đó, bằng công cụ ở phần nút grid tôi để not visible. Tôi kéo thả cái view này để sang bên kia thì lát nữa tôi sẽ cho các cái phần view mặt bằng và mặt cắt vào. Có rất nhiều cách để tạo các cái bản vẽ, các cái chi tiết ở trong đây. Thì một cách rất là hay đó là tôi sẽ chèn các cái view này từ mô hình cho vào cái bản vẽ mà chúng ta đã vừa mới tạo để thành một cái bộ bản vẽ mà trong đó có rất nhiều các cái view mà chúng ta trình bày bản vẽ. Đó, đây là bản vẽ 002. Bây giờ tôi sẽ mở cái bản vẽ S002 lên. Ở trong phần view chúng ta có công cụ là area in the model và area in the drawing. Chúng ta sẽ dùng công cụ là area in the model. Chúng ta sẽ trích các cái view mà chúng ta cần trích cho thêm vào trong cái bản vẽ. Ở đây ví dụ tôi trích cái bản vẽ ở cao trình là -3,9 m. Khi đó tự động sẽ có một cái view ứng với cái view 3 m, -3,9 m, và chúng ta chỉ cần ấn vào và chỉnh cái một số thông tin, ví dụ tỷ lệ và một số cái chi tiết khác. Sau đó tôi sẽ bổ sung thêm các cái cao trình, ví dụ cao trình 0,0 và các cái mặt cắt. Để làm việc đó chúng ta sẽ phải quay ra mô hình và chúng ta sẽ bật các cái view chúng ta cần cho lên. Chúng ta sẽ vào phần view, chọn view list và kéo các cái view chúng ta cần cho vào.
ví dụ view 0,0 và view âm 1,5 m. Chúng ta lên quan sát trước cái view để đảm bảo nó đang đúng theo cái hướng nhìn của chúng ta, và mình sẽ mở cái bản vẽ 0,02 lên. Tương tự với công cụ Area Insert Model, chúng ta check các cái view cần thiết, chỉ việc ấn một điểm bên trái và kéo sang bên phải. Tương tự với cái view âm 1,5 m, và các cái view đã được cho vào trong bản vẽ, và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chỉ việc chỉnh sửa và biên tập bản vẽ. Ở đây chúng ta sẽ có bốn cái view. Chúng ta muốn sửa cái view nào, chúng ta sẽ kéo thả và bật property của cái view đó lên. Ví dụ chúng ta sẽ chỉnh ở cái view cao trình 0,0, một số cái thông tin ở phần attribute, ví dụ tỷ lệ scale tôi để lên 75 cho nó phù hợp với cái bản vẽ này, và xóa tạm thời các cái view mà không cần thiết đi. Tiếp tục ở phần path, tôi show lên các cái phần nét khuất, nét ẩn và phần hatch của đối tượng ở phần path. Đó, ở đây có một số cái led nó ra không như ý, chúng ta sẽ tắt nó đi ở phần attribute 2, đó là led open link. Led này là led thừa, mình sẽ tắt nó đi, rất là dễ dàng, và chúng ta chỉ việc kéo thả nó vào. Cái view nào chúng ta không cần thiết cho vào bản vẽ thì chúng ta sẽ để ra ngoài bản vẽ, và sắp xếp các cái view cho nó phù hợp và chỉnh tiếp. Tiếp tục ở view âm 3,9 m, tôi chỉnh tiếp thông tin của các cái đối tượng phần path, và ở phần fill đây chúng ta sẽ để cái phần hatch, chúng ta để là để lăn, chúng ta sẽ không có hatch ở đây, và bật cái led khuất nó lên ở phần hidden line. Đó. Chúng ta để ý ở đây có thể là những cái thông tin về phần up với down chúng ta đang để chưa đúng, thì chúng ta sẽ không nhìn được cái led chúng ta cần thiết, thì chúng ta sẽ chỉnh ở phần up với down cho là sao cho nó cắt vào cái mặt đối tượng, và có thể chỉnh cái phần hatch ở phần section, tại vì ở cao trình âm 3,9 m chúng ta đang nhìn lên thì nó sẽ cắt qua cái phần phần tường, và chúng ta có thể đưa thêm các loại hatch từ AutoCAD vào. Ví dụ tôi đưa cái hack tên là bê tông cốt thép từ phần mềm AutoCAD vào Tekla Texture để tùy biến thêm các dạng hack nó đa dạng hơn. Đó. Dạng hack bê tông và cốt thép ở đây. Tiếp theo chúng ta chỉnh tiếp các thông tin ở phần label, đó là thông tin của các cái nhãn của bản vẽ. Ví dụ đây là cao trình là âm 3,9 m, thì chúng ta sẽ đặt tên là mặt bằng cao độ âm 3,9 m, và các cái phần cao trình 0,0. Tiếp theo chúng ta sẽ biên tập bản vẽ bằng cách là đưa thêm kích thước vào bằng công cụ Add 3 Dimension, chúng ta sẽ đi các kích thước. Rồi, ở đây tôi có hai cái dim, tôi kéo ra một chút và Add Dim Point. Công cụ này hoàn toàn là tự động để chúng ta đưa thêm các cái dim thêm vào. Nó tương tự như cái dim continuous mà chúng ta vẫn làm trên phần mềm 2D. Và phần mềm tự động có công cụ dim theo đường cong, chúng ta dim một chiều dài của đoạn cong và dim bán kính cong. Chúng ta pick điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối, và pick hai điểm đầu của đoạn cong, thì chúng ta sẽ có chiều dài đoạn cong. Con số này là chính xác 100%. Sau khi chúng ta định kích thước rồi, chúng ta sẽ tạo cái phần mặt cắt bằng công cụ là Section View. Chúng ta pick hai điểm tạo ra mặt phẳng cắt, và pick hướng nhìn, và pick cái khoảng nhìn, độ sâu nhìn, và chúng ta kéo thả cái mặt cắt của chúng ta để có thể quan sát được đầy đủ. Sau đó công việc lại lặp lại, chúng ta lại biên tập chỉnh sửa thông tin của cái view mặt cắt này ở phần View Property. Ở đây tôi sẽ để cái phần show opening, chúng ta sẽ để lâu, và chỉnh cái phần hatch của cái mặt cắt bê tông ở đây.
Và phần grid tôi sẽ để ẩn đi trước cho nó dễ. Tiếp theo là sang phần path, chúng ta sẽ ở đây có các cái led public mà chúng ta đã tạo ở buổi trước, chúng ta sẽ chỉnh nó để cho nó hiện lên ở dạng led khuất hidden đó. Phần hack bê tông chúng ta kích vào cái phần đối tượng bê tông và chúng ta chỉnh ở phần fill, ở phần section hoặc là phần pathway. Ở đây mà các của chúng ta đang nhìn từ bên ngoài cái kênh vào thì chúng ta sẽ chỉnh ở phần pathway. Phần pathway chúng ta để cái loại hack là bê tông cốt thép và chỉnh cái phần scale cho nó hợp lý một chút. Đó. Thì phần hack này sẽ thể hiện được như chúng ta đã làm trên AutoCAD, có các led hack bất kỳ nào chúng ta đều có thể đưa vào Tekla được và chỉnh màu sắc cho nó hợp lý. Tôi để màu đỏ chẳng hạn để dễ nhìn hơn, tùy vào style của mỗi công ty. Và nhiệm vụ của chúng ta tiếp tục là biên tập thêm phần kích thước và có thể là phần cao độ và các thông tin khác. Chúng ta ở phần dimension link, đo công cụ là dimension add vertical dimension và add horizontal dimension. Lưu ý việc pick điểm đảm bảo thật chính xác để có được kích thước chính xác, nếu không là chúng ta sẽ mất thời gian add point, add thêm các cái điểm và định vị. Đó. Và đây tôi chỉnh cái phần cắt chân dim ở phần short extension line và add thêm dim point ở cái phần phương ngang. Với những công cụ cơ bản và có sẵn của phần mềm, chúng ta hoàn toàn có thể biên tập bản vẽ trên từ mô hình 3D mà chúng ta không cần phải xuất qua AutoCAD. Chúng ta hoàn toàn dùng trên Tekla Texture và sau đó in ấn và xuất bản vẽ ra AutoCAD. Nếu bên chủ đầu tư hoặc bên đối tác có cần file AutoCAD, tôi chỉnh cái led arrow shape một chút cho nó hợp lý hơn. Và ở phần level mask chúng ta sẽ dùng công cụ này để ghi chú cao trình một cách tự động. Ở phần trên là cao trình là 0,0, ở phần bên dưới là cao trình là -3.9. Đơn vị đang là mm thì tôi kéo thả và drag drop để chỉnh cái unit nó là mét. Thì bản vẽ của chúng ta thường thường đơn vị là kích thước sẽ là mm và cao trình sẽ là mét. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là sắp xếp và bố trí cái bản vẽ, cho thêm các cái text và chúng ta sẽ có bản vẽ formwork như thế này. Đó. Trên đây là phần bản vẽ GA. Chúng ta sẽ sang cái phần bản vẽ cốt thép. Ở đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa phần cốt thép vào, phần thống kê cốt thép vào. Thì làm như vậy chúng ta dùng công cụ là copy to lưu sheet. Tôi sẽ copy cái bản vẽ vừa rồi ra và chỉnh sửa ở bản Tekla Texture 2020, ở phần Document Manager cho phép chúng ta chỉnh sửa trực tiếp thông tin của bản vẽ ngay trên Drawing Need. Ở đây tôi đổi thành Reba Drawing và bản vẽ S003. Đó. Và công việc của chúng ta sẽ là biên tập tiếp. Vì là bản vẽ cốt thép nên chúng ta sẽ không cần phải sâu các cái phần hack của các đối tượng đi. Nên tôi để phần fill sẽ để lan hết. Và tôi xóa cái view body đi, bởi vì nó không cần sâu ở đây. Tiếp theo, để bật cốt thép lên, chúng ta sẽ ở phần object, ở phần reinforcement. Chúng ta nhiệm vụ để phần visible bật nó lên và chúng ta ấn modify. Đó. Khi là cốt thép, chúng ta sẽ được hiện lên trong bản vẽ. Và tôi quét toàn bộ hai cái view này và chỉ tích vào mình cái nút reinforcement và modify. Thì toàn bộ cốt thép sẽ được hiện lên trong bản vẽ các cái view. Và phần biên tập tiếp theo của bản vẽ đây, chúng ta sẽ xóa một số cái đường dim nó đang không cần thiết đi hoặc là nó đang thừa. Chúng ta sẽ biên tập lại sau. Và chỉnh các cái hiển thị của cốt thép ở phần visible. Ở đây tôi để là màu đỏ các cái led chấm và phần ripa
Repetition tôi để là fill rồi, thì các led chấm nó sẽ thể được tô đậm và để cái màu đỏ như chúng ta vẫn làm trên phần mềm 2D. Modify rất nhanh chóng. Và để nhanh tôi sẽ quét một loạt các thanh chấm này. Đó. Tôi hướng dẫn các bạn ở đây là hoàn toàn dùng cái công cụ là có sẵn và thủ công, không có dùng bất kỳ một cái plugin hoặc là cái extension nào. Để các bạn thấy rõ là việc biên tập bản vẽ trên TechLab hoàn toàn khả thi với những công cụ có sẵn. Tất nhiên là tùy vào tốc độ của mỗi người. Đó, tôi biên tập các cái led thép trên mặt bằng. Chúng ta chỉ việc quét và hiển thị, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp và bố trí lại sau để chúng ta dễ dàng lường cái phần thông tin của bản vẽ trước. Đó, tôi chỉnh các led chấm trên mặt bằng. Ở đây là các led thép hay là các thép chấm của thanh trên phần tường. Có hai lớp, chúng ta sẽ có hai lớp. Đây là các led thép bằng, chúng ta sẽ để hiển thị một thanh ở giữa và chúng ta chỉ việc kéo và ấn modify toàn bộ các thanh đó. Tương tự các cái thanh thép ở phần tường chúng ta cũng chỉnh như vậy. Các led chấm ở phần cao trình 00 đó, làm tương tự như nhau. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần rebar rotation, chúng ta sẽ ghi chú cốt thép. Đây, trước khi phần đó tôi sẽ chỉnh một chút ở phần nhãn của các cái mặt bằng đây, tôi sẽ ghi thêm là chữ cốt thép để khác cái phần bản vẽ formwork là mặt bằng cốt thép cao độ âm 39 và mặt bằng cốt thép cao độ là 00. Chúng ta có thể chỉnh ở đây là mặt bằng lưới thép cao độ 039 hoặc là mặt bằng lưới thép cao độ 00 đều được hết, do cách thể hiện thôi. Bên mảng công trình thủy lợi thường thường là để dạng lưới thép. Ở đây tôi sẽ biên tập ở phần rebar mask, tôi kích vào phần rebar chọn add mask và tôi chỉnh thông tin mà chúng ta cần lấy ra, thường thường là số hiệu này, số lượng đường kính và spacing là khoảng cách. Chúng ta sau khi đã có phần property một cái chuẩn rồi, chỉ việc là đi chọn những cái thanh còn lại và apply cho nó mà thôi. Tôi chọn hai thanh cùng một lúc và add mask, chọn apply mask. Đây là tính năng có trên bản 2020, ở những bản trước thì chưa được update nên nó sẽ làm chưa được tiện bằng. Tôi add mask cho những cái thanh thép tương tự thanh số 5 chẳng hạn, các thanh vị trí góc xiên. Đó, và chúng ta sẽ việc là kéo thả và sắp xếp cho nó phù hợp. Ở đây sau khi biên tập ở bản markup A thì chúng ta đã có những cái mask như thế này. Tương tự những cái thanh thẳng còn lại ở trên markup AA, chúng ta add mask một loạt và chúng ta sẽ kéo thả sắp xếp các vị trí tương tự. Đó, và kéo giữ view shift và ấn chuột trái để kéo nó ra các vị trí chúng ta mong muốn. Thanh số 2B kéo lên. Đó, nó sẽ tương tự như cách chúng ta đã thể hiện ở trên AutoCAD mà thôi. Đó. Kéo ra các cái vị trí cho nó phù hợp và cho nó trình bày và vẽ làm sao cho nó khoa học nhất có thể. Sau khi trên mặt cắt xong, chúng ta sẽ sang cái phần mặt bằng. Ở đây tôi add tiếp hai thanh 3C, 3B, 3D nữa. Thanh 3D. Đó. Trên mặt bằng chúng ta sẽ add mask và làm tương tự như ở phần mặt cắt vừa rồi. Ở đây tôi add mask apply để cho mask nó làm cạnh thanh thép luôn, tôi không dùng cái đường lead the line nữa. Đó. Tương tự các cái thanh ở phần còn lại chúng ta sẽ làm tương tự. Chúng ta sẽ có cái bản vẽ cốt thép, có các ghi chú và kích thước, chúng ta làm tương tự ở cái phần bản vẽ formwork. Đó. Thì phần bản vẽ cốt thép làm như này thì chúng ta sẽ biên tập thêm ở phần bảng thống kê cốt thép ở đây. Để đưa phần bảng thống kê cốt thép chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chỉnh ở phần layout. Ở bản 2020 thì ở phần layout editor chúng ta rất là dễ dàng để đưa thêm các cái thuật bảng thống kê vào một cách dễ dàng. Chúng ta chỉ việc ấn và kéo thả cái bảng cái template vào. Ở đây tôi chọn cái template là
Reba Bending Schedule. Tôi để góc dưới bên trái, tôi để ấn vào điểm đó thì cái bảng thống kê tự động nó sẽ hiện lên. Và cái thống kê này là hoàn toàn tự động thống kê các thanh thép mà chúng ta đã sâu lên ở trong cái bản vẽ này. Thì công tác làm view có thể hơi lâu, nhưng mà cái việc thống kê thì nó hoàn toàn nhanh chóng và tự động. Đó. Như vậy là chúng ta đã có một cái bản vẽ cốt thép của một đoạn kênh cong có đầy đủ mặt bằng, mặt cắt và bảng thống kê. Chúng ta có thể customize thêm bằng cách là đưa về Việt hóa chẳng hạn, hoặc thêm các thước thì các bạn có thể tùy tùy chỉnh biên tập thêm. Trên đây là nội dung trình bày của tôi về cái buổi hội thảo trực tuyến về thiết kế mô hình chi tiết với kênh cong đối với TeclaStruxure. Phần 2, phần xuất bản vẽ khối đồ và bản vẽ cốt thép, có bảng thống kê cốt thép. Tôi rất là cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi thảo trực tuyến của công ty Clear. Chúng tôi sẽ ghi lại cái buổi trực tuyến này bằng các video và chúng tôi sẽ gửi cho các anh chị qua email và post lên kênh YouTube của công ty chúng tôi. Xin chân trọng cảm ơn các anh chị đã tham gia.